Chúng ta sẽ đi qua tiếp bài 2, lớp 7, lít chuột phải, chọn new. Bài 2.html. Rồi bài 2 này chúng ta sẽ chuyển qua bên này luôn đi ha. Bài 2 thì HTML5. Chỗ này chúng ta sẽ đổi thành lớp 7. Bài 2. Ok. Rồi chỗ này nội dung của chúng ta, các bạn thấy rằng là người ta thiết kế một cái khối nè. Trong đó có tên sản phẩm, hình sản phẩm, giá sản phẩm, và bên này có ba cái nút để sau này ví dụ như là mình yêu thích rồi mình gửi mail rồi mình download, rồi bên này sản phẩm có new hay không. Đó, thì chúng ta sẽ thiết kế một khối và mình tạo ra nhiều cái sản phẩm tương tự. Thì trước tiên là các bạn phải thiết kế được cái khối cái đã. Đó, như vậy ở chỗ này của chúng ta div thì mình sẽ có là div class là column 25. 25 là mình sẽ cố tình cái column này nó có độ rộng là 25%. Đó, sản phẩm 1 tương tự đến sản phẩm 8. Như vậy mình có tổng cộng 8 sản phẩm thì mình có 8 cái div. Và trong một cái div sản phẩm thì chúng ta sẽ có gì? Đó, trong một cái div sản phẩm thì chúng ta sẽ có gì? Ở trong cái div sản phẩm này của chúng ta thì có tên nè, có hình nè, có giá nè, và có ba cái icon. Được chưa nào? Tên, hình, giá và icon. Đó, như vậy thì cái cấu trúc chung của một cái trang chúng ta là như vậy. Trước tiên chúng ta sẽ có là cái sản phẩm 1, sản phẩm 2. Được chưa? Sản phẩm của chúng ta ở đây. Đó, chúng ta sẽ có cái kho 25 để cho cái sản phẩm của chúng ta nó nằm ở bên trong cái kho 25 đó. Và chúng ta sẽ có một cái product. Như vậy thì tại chỗ này chúng ta sẽ có một cái div. Và trong cái div này của chúng ta, chúng ta sẽ có một cái class là kho 25, là column 25 đó các bạn. Rồi mình đặt cái tên thôi, mình muốn đặt tên gì đó mình đặt tên. Rồi mình đặt column 25 tức là 25% để cho mỗi dòng của chúng ta là có 4 sản phẩm. Còn nếu mình muốn mỗi dòng của mình 3 sản phẩm thì mình để khoảng cỡ 33%. Đó. Thì chúng ta đặt cái tên là column 25 để chúng ta nhìn vào là chúng ta cũng có thể hình dung được là cái style này nó chứa cái gì. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo là ở bên trong cái sản phẩm một column 25 này á, thì mình sẽ có một cái class là rock. À, cái này là nó giống như là cái product các bạn ha. Chúng ta sẽ có một cái product á. Ở đây. Chúng ta sẽ có một cái khối. Rồi, khối này của chúng ta. Khối này của mình thì mình sẽ đặt cái class cho nó là proc. Rồi cái này là product các bạn nhé. Mình viết tắt của chữ product. Cái tiếp theo thì trong cái product này chúng ta sẽ có một cái thẻ nữa là tên. Đó, tên của sản phẩm. Tên của sản phẩm. Rồi cái này thì nó sẽ để một cái class là tên. Rồi ở dưới chúng ta sẽ có một cái hình. Image. Rồi, chấm xịt. Chúng ta sẽ có image, cái hình mà người ta đang dùng. Hình mà người ta đang dùng ở trong này không có hả? Chấm xịt image. Rồi mình coi thử cái hình của mình có gì. Cái giỏ hàng, nước hoa, trái kim. Mình phải cắt cái hình ra.
Ok, mình sẽ đi tìm cái chai nước hoa đi. Tìm chai nước hoa mình bỏ vô đây. Mình đi tìm cái chai nước hoa mình bỏ vô. Để cửa sổ nhỏ quá cái bấm nhầm. Rồi, mình lấy cái chai nước hoa này đi ha. Nước hoa. Copy image. Thầy chưa xem mà thành thầy ơi. Tại vì mình sử dụng cái màn hình nhiều cửa sổ quá. Cái khi bấm cái nó dính nhầm tắt. Rồi ở chỗ này cái image của mình sẽ đi tìm và mình dán cái sản phẩm của mình vào đây. Đây, mình sẽ có cái sản phẩm mới nè. Đây, sản phẩm của mình đây ha. Như vậy thì mình sẽ lấy cái sản phẩm này để mình bỏ vô tí nữa, mình bỏ vô cái bài của mình. Bài 2. Mình đặt cái tên thành cái thằng này luôn đi. Rename. Rồi. Để tí nữa mình gọi ra cho nó dễ. Bài 2. Image của mình đây. Rồi, được chưa? Mình đã có được cái image. Rồi, tiếp theo nữa, mình sẽ có gì? Tiếp theo nữa mình sẽ có cái giá. Giá ở đây là 100 đô. Thì mình sẽ sử dụng cái class. Cái email hồi nãy cũng có class ha. Mình sử dụng cái class ở đây là giá. Rồi cái image của mình hồi nãy mình cũng có cái class cho nó. Mình sẽ định nghĩa CSS cho nó đẹp đó các bạn. Rồi ở đây mình sẽ có cái icon. Rồi trong icon thì mình sẽ đặt ba cái icon. Icon của mình là chấm xịt image. Mình sẽ có cái heart. Đúng không? Có cái heart trước. Rồi mình sẽ có một cái image nữa. Chấm xịt của mình. Image liter. Mình sẽ chấm xịt image. Và chúng ta sẽ có cái packet. Rồi. Rồi cuối cùng ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái ảnh cuối cùng là cái icon new. Rồi icon của chúng ta chỗ này chúng ta sẽ có một cái bức ảnh. Icon của chúng ta xịt chúng ta sẽ có new.
Neoprene không biết có phải là nó không. Neoprene, ok. Rồi. Như vậy là mình đã có được cái new ở chỗ này. Chúng ta sẽ có cái class là new icon. Rồi các bạn thấy mình để class quá trời đúng không? Để class quá trời. Nhưng mà mình sẽ xem thử là cái kết quả thực tế của mình là khi mà mình nhìn thấy cái này thì nó sẽ là như thế nào. À, mình xem kết quả thực tế nha. Đừng có thất vọng nhé. Đây, kết quả thực tế một cái sản phẩm của mình đây các bạn. Đấy, kết quả thực tế sản phẩm của mình đây. Chưa có CSS, chưa có gì hết. Thấy thất vọng không? Thấy không? Một cái khối của mình như vậy, cực kỳ thất vọng. Mình chỉ mới đặt nó vô thôi, chưa có CSS. Rồi bắt đầu mình CSS nè. Số code thầy ơi. Hả? Số code. Nhìn số lấy cái code thầy ơi. Cho coi cái code cái này. Code nó nằm trong cái bài lab thầy gửi rồi. Code nằm trong bài lab. Bài lab 7 thầy gửi trên trên group rồi mà. Nè, lab 7 nè con. Lab 7 thầy gửi nè. Đó, rồi như vậy thì mình thấy là sau khi mà mình làm xong mà mình chưa hề CSS nào cả thì cái bài của mình cực kỳ xấu, cực kỳ xấu. Bây giờ bắt đầu mình CSS nè. Cái hình này có vẻ cũng không ổn lắm. Tí nữa mình sẽ đổi cái hình khác. Hình này là nó bị che lên trên luôn á. Tí nữa mình để đổi. Mình làm đi rồi mình sẽ đổi. Rồi bây giờ bắt đầu mình qua CSS nha. Như vậy cái thứ nhất là mình sẽ CSS cái khối 25. CSS cái đầu tiên là khối 25. Đó. Như vậy trong chỗ này trước tiên là chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ xây dựng một cái CSS là column 25. Column 25 thì trong 25 này mình sẽ có cái width của nó. Hồi nãy thầy có nói với các bạn là dùng 25% là so với cha nhé. Đó. Và plot của chúng ta là chúng ta đang sử dụng plotlet để cho nó dàn hàng ngang, đối tượng của chúng ta dàn hàng ngang, được chưa? Rồi chúng ta sẽ lưu lại column 25. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái link để cho nó liên kết với cái CSS của mình ha. Chỗ này mình sẽ chấm xịt CSS style CSS. Style CSS call 25. Deep call 25. Bây giờ để dễ nhận thấy, mình sẽ chọn cái background trước kia ha. Background xem thử là nó có áp dụng chưa cái đã. Rồi, ok. Như bản thân cái khối mà 25 là nó đã áp dụng rồi đó. Không? Hồi nãy mình chưa có nền thì mình không thấy, chứ mình cho nền vô là mình thấy nó áp dụng rồi đó. Nhưng mà các đối tượng của mình nó cũng bị nhảy lung tung hết, đúng chưa nào? À, rồi ok, mình sẽ bỏ cái màu này đi, mình sẽ xây dựng tiếp nè. Đối với lại một cái product thì mình có những gì? Đối với lại một khối product thì mình có những gì? À, mình sẽ định nghĩa cho cái khối product, là tức là cái border. Border của mình là border radius, mình cho là 10 pixel. Chỗ này mình lưu thì nó cũng chưa có gì hết, tại vì cái radius 10 pixel nhưng mà không có nền, không có gì hết. Thì đây là mình không có thấy. Được chưa? Box shoulder là cái hình bóng mờ đó. Bóng mờ của mình là 0,0, độ lớn là 5 pixel. Và mình chọn cái màu là gray. Lưu lại đó, thấy chưa, khối sản phẩm của mình đó, khối sản phẩm của mình. Rồi cái tiếp tục của mình nữa là mình sẽ chọn margin, là nó đẩy cái con ra. Margin của chúng ta là đẩy con ra 5 pixel đó, con cách ra
Rồi mình sẽ cho cái pending. Pending của mình ở đây nó đang xài là 5 pixel luôn. Rồi. Cái tiếp tục là nó sử dụng là cái test test center của chúng ta ha. À, test align của chúng ta là chọn là center. Các bạn chú ý cái chữ nha, chú ý chữ. Rồi, thấy nó vô giữa chưa? Đó, test align center. Bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng dần dần. Rồi cái position của mình ha, là cái vị trí của cái bảng này, à, vị trí của bảng này mình sử dụng là tương đối. Tương đối. Rồi, tiếp. Đối với lại cái phần tên, không? Phần tên ở đây nó đen thui à. Đó, tên ở đây nó đen thui, mình cho lên 100% đi. Rồi, tên ở đây 25% của 100% ở đây. Rồi, cái tên bắt đầu mình chỉnh cái tên nè, mình thấy cái tên này nó sẽ khác nè. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có cái tên. Mình sẽ định nghĩa cho cái tên này nó là gì? Là nó sẽ có cái font variant của mình là small cap, và cái color cho cái font này mình đang xài là orange. Orange ha. Font. Đó. Rồi mình lưu lại cái coi có bên kia có gì đổi không. Đây, được chưa? Đó. Rồi cái tiếp theo mình sẽ thay đổi tiếp là đối với bức ảnh. Đối với bức ảnh của mình, à, đối với bức ảnh thì những bức ảnh nào nằm bên trong sản phẩm thì mới ảnh hưởng thôi, còn những bức ảnh mà nằm bên ngoài thì không ảnh hưởng. Thì chỗ này chúng ta sẽ định nghĩa, à, image. Những bức ảnh nào nằm bên trong cái frog thì mới ảnh hưởng ha, còn ở ngoài thì không. Như vậy mình sẽ chọn là mask width. Mask width là độ rộng lớn nhất của nó là 98% là so với cha. Lưu lại đó, cái chai của mình nó bắt đầu nó vô rồi đó, thấy chưa? 98% so với cha. Cái độ cao, độ cao, độ cao của bức ảnh của chúng ta là cho 150 pixel thôi. Nếu mà ảnh cao quá thì tự động nó thu lại, đúng không? Đó. Rồi, bỏ chỗ này đi coi. Đó. Như vậy ảnh chỗ này thì chỗ này mình nếu như mà mình cho như vậy á, thì nó hơi kỳ. Tại vì nó sẽ kéo cái chai của mình rộng ra. Kéo cái chai của mình rộng ra. Cho nên là bạn có thể để là mask 2. Chỗ này bạn có thể là bạn sẽ để là mask 2 cao nhất có thể là 150 pixel. Còn nếu thấp hơn thì thôi, không sao cả. Còn nếu cao thì bóp lại. Đó. Rồi cái tiếp tục nữa là bạn sẽ có cái margin bottom là cách so với lại cái đáy. Cách so với đáy, cách so với đáy là 10 pixel. Tiếp tục mình sẽ có cái giá. Đúng không? Ở đây là có tên rồi, có hình rồi, bây giờ đến giá. Như vậy thì chỗ mà tên với hình thì nó cứ sắp từ trên xuống, nó không có gì để bàn cả. Bây giờ đến giá nè. Đó. À, mình sẽ có cái proc. Rồi đối với lại giá thì mình sẽ định nghĩa cái gì ở bên trong giá. À, position tương đối ha. Cái position của mình sẽ là position. Rồi cái nữa là mình canh so với bên trái, cho bên trái là 5 pixel. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy cái giá ha. Giá đây canh bên trái nè. Canh bên trái 5 pixel nè. Tiếp tục mình sẽ có canh bên trên. Canh bên dưới chứ. Bottom mình cho là 5 pixel tiếp.
rồi một cái phong phong của mình, phong 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 family, mình chọn cái phong cho nó, phong family impact. Ariel nằm đâu mất tiêu à? Đây, nằm đâu túc bị dưới à? Nó bị mấy cái hình kia che khuất rồi các bạn. Đó, nó bị mấy cái hình kia che khuất, tí nữa mình chỉnh xong nằm ở dưới túc dưới nè. Nha, cái khối của mình nó bị chưa có đúng, chưa có CSS xong cho nên là nó đang bị nhảy á. Tí nữa mình sẽ CSS xong hết đi rồi bắt đầu mình sẽ nói tiếp. Rồi, ok, font size. Font size của mình là cho 25 pixel. Color. Color thì mình sẽ dùng là orange. Rồi. Như vậy thì các bạn thấy là chữ của mình ở phía dưới nè. Nó nằm ở phía dưới. Đây. Đó. Được chưa? Rồi bắt đầu mình làm cái icon nữa là thấy bắt đầu nó thay đổi nè. Đó, bây giờ mà mình thay đổi ba cái icon này cho nó gọn lại nữa là xong. Như vậy thì trong cái khối mà rock của mình sẽ định nghĩa cho cái thằng con là icon. Thì trong cái thằng icon này nó sẽ có cái vị trí như thế nào ha, vị trí của thằng icon này position là nó sẽ là tương đối. Rồi cái nữa là chúng ta sẽ có cái right là so với bên phải thì nó sẽ nằm đâu, so với bên phải là nó sẽ là 5 pixel đó. Rồi cái nữa là chúng ta sẽ có cái bottom là so với ở bên dưới thì nó sẽ là 5 pixel. Và cái độ lớn, đây cái độ lớn của cái icon này, độ lớn của icon thì chúng ta sẽ cho nó là 25 pixel thôi. Đó, độ lớn của icon là 25 pixel. Rồi tiếp tục còn gì nữa không? Đối với lại cái thằng icon của chúng ta, độ lớn để coi nào. Last icon, nhưng mà bản thân mấy cái đứa này nè, bản thân mấy cái đứa này kích thước nó lớn quá, kích thước nó lớn quá cho nên là mình cũng xem thử là bên trong này người ta có định nghĩa cho mấy đứa này không. Tại vì kích thước của mấy bạn này khá là lớn cho nên mình phải định nghĩa lại cái image bên trong cho nó nhỏ lại ha. Ví dụ như mình thử style ở chỗ này, mình cho cái chỗ này là width 10 pixel. Rồi, ok, icon của mình nó nhỏ lại đúng rồi đó. Như vậy mình phải thay đổi chỗ này thôi. Đó, mình phải thay đổi chỗ này nó mới hợp lý được. Chứ còn cái icon của mình mà mình để nó lớn quá thì nó sẽ không hay. Đó, được chưa? Mình tạm thời mình bỏ cái thằng này đi, tại vì nó che hết mấy thằng kia rồi, không thấy. Đây. Như vậy các cái icon của mình nó nằm đây nè các bạn. Đó, ba cái icon của mình nó nằm đây nè. Đó, được chưa? Đó, ba cái icon nằm đây nè. Thì nó mới hợp lý nè. Mình cho cái new nằm lên trên này. Được không? Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái new, tại vì cái new này cái ảnh nó quá lớn đi. Cho nên nó tràn ra bên ngoài hết. Được không? Lớn quá, tràn ra bên ngoài. Mình sẽ sử dụng CSS để mình cho cái thằng new nó nhỏ lại. Đây, new nè, new nhỏ lại. Như vậy đối với lại new này thì CSS của nó sẽ như thế nào?
cần new, icon. Mình đặt như thế nào thì mình xài như thế thôi. New icon. Thì đối với lại cái crop mà new icon thì vị trí của nó cũng là theo cha ha. Vị trí của nó là theo cha. Là top 0 pixel và right là 0 pixel. Right 0. À, top 0 right 0, nhưng mà nhìn nó rất là kỳ đúng không? Đây, nó nằm nó che ở bên này. Nó che ở bên này, nhìn nó rất là kỳ. Cho nên là mình sẽ đi lên, mình sẽ tìm một cái new icon png. Mình tìm một cái new icon png, nó có cái dạng dạng là nghiêng nghiêng á không. New icon png đây, ví dụ như cái này đi, new. Rồi mình sẽ lưu cái new này lại thử nha. CMH, xem thử nó là cái gì. Nó phải là PNG, phải rỗng mới được nha. JPEG là không được rồi. Nè, nó đang cái đuôi là JPEG nè. JPEG là nó bị che mấy cái hình khác á. Này cũng JPEG rồi. New PNG image. Mình qua bên này mình tìm thử đi, bên Google tìm gì ha. Icon new PNG. Image. Không có thì mình lên cái Bootstrap nó mình tìm ha. Cũng được. Cái này thì nó nằm bên trái, còn cái của mình đang cần là bên phải. Các bạn có thể là sử dụng một cái gì đó trước đi, rồi tí nữa mình sẽ tìm sau. Ví dụ mình sẽ lấy cái new red label này đi ha. Rồi, mình download cái này đi. Đổi chỗ này tí xíu nha các bạn. Thì mình sẽ có cái thằng new icon. Rồi, đây.
new icon của mình đây. Bây giờ cái quan trọng là cái thằng new này của mình nó size nó lớn đúng không? Rồi, chỗ này mình sẽ chọn cho cái thằng new của mình là 50 pixel đi. Đó, được chưa? 50 pixel. Như vậy thì 50 là hơi nhỏ. Một 50 đi. Rồi, ok. Rồi, ok. 50. Đó. Như vậy các bạn thấy rằng đối với lại một cái khối sản phẩm của mình nó là tương đối là như thế. Được không? Đó, sản phẩm của mình có tên nè, có new nè, có ba cái nút nè, có hình, có. Như vậy thì khi mà chúng ta đã định nghĩa xong một cái sản phẩm, định nghĩa xong một cái sản phẩm thì chúng ta có thể là copy cái sản phẩm này ra. Copy cái sản phẩm này ra, sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, ví dụ như thế. Thì đây, sản phẩm của mình đây. Được chưa? À, sản phẩm của mình và các khối của mình, hôm trước mình mới chỉ sử dụng cái khối thôi, còn hôm nay mình có thêm nè, tên nè, hình nè, mình có thể thay bằng những cái hình khác, được chưa? Rồi tên chữ nhỏ quá đúng không, mình thay đổi cho cái thằng CSS đối với lại thằng tên, tên này cho chỗ này. Mình sẽ có cái font size. Font size ở chỗ này thì thường các bạn sẽ sử dụng là font size lên hay là nhỏ đó các bạn, hay small. Các bạn có thể là sử dụng cái tên, hoặc là các bạn có thể đưa cái font size của nó là với một cái kích thước ok lớn hơn rồi đó, được chưa? Như vậy là mình đã định nghĩa xong một cái khối và có sử dụng được cái sự tương đối. Cái này là nó sẽ theo cha, nó sẽ theo cha. Được chưa? Đó, như vậy là mình đã định nghĩa xong một cái khối của một cái sản phẩm. Nếu như mà các bạn cho cái khối này nhỏ lại tí thì nó sẽ tự động nó nhỏ theo. Đó, như vậy cái khối sản phẩm của mình nó là như thế đó các bạn. 25% so với cha. Các bạn đổi cái logo này lại. Và cái logo này của mình nó phải là PNG, tức là nó không có nền không? Thì mình mới thấy được. Rồi các cái icon, rồi giá. Như vậy thì mình sẽ cho là bản thân cái icon new là nó so với cha của nó là cách bên phải không, cách bên trên không. Cái chỗ giá so với cha của nó, giá so với cha của nó ha. Giá so với cha của nó. Như vậy so với cha của nó thì left là cách trái 5, bottom cách 5. Ví dụ chỗ này mình cho cách 15 đi, lưu lại. Mình thấy giá nó đẩy lên cao tí, thấy không? Đó. Ví dụ như chỗ này mình cách 25 đi, giá nó sẽ đẩy từ bên trái qua một tí, được chưa nào? Đó. Như vậy thì mình sẽ điều khiển. Ví dụ như cái icon chỗ này, icon chỗ này mình thấy nó sát quá thì cái right mình sẽ cho là 15. Đó là nó đẩy ra một tí, không? Nó đẩy ra một tí ở đây. Thì tùy các bạn muốn thể định nghĩa nó như thế nào thì nó sẽ thay đổi theo như thế. Được không nào? Đó, như vậy thì đối với lại cái bài số 2 là chúng ta đã sử dụng các cái CSS để mà làm ra được một cái khối sản phẩm, làm ra được một cái khối sản phẩm nó có cái hình dáng giống như là trong yêu cầu, và ở này là trên bài thực tế của chúng ta làm, được chưa nào? Các bạn thấy là tương đối là giống nhau ở cái phần chữ new là thầy thay đổi chút xíu, tại vì new của mình ở cái này là nó bị dính, còn cái new ở trong này các bạn có thể là lên mạng các bạn search thêm mấy cái icon new không? New icon các bạn sẽ chọn nhiều cái icon nó hợp lý thì các bạn lấy về các bạn xài. Ví dụ nhiều new ở đây. Còn nhiều đúng không nào?
Kết quả cuối cùng của chúng ta. Nếu như ở đây thầy sẽ định nghĩa cái khối bên này là cái menu, cái khối bên này là sản phẩm, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy cái nội dung của cái bài 1 của chúng ta vào, đúng không? Như vậy thì ở cái phần đây, ở cái phần deep này nè, ở cái phần deep này mình sẽ có thêm, mình cần sẽ có thêm một cái deep nữa. Và cái deep này thì thầy sẽ để là width của thằng này thầy cho là 30% đi ha. Width của thằng này mình sẽ cho 70%. Rồi ở chỗ này mình sẽ đưa cái bài 1 vô. Bài 1 của mình đây. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, các bạn sẽ thấy kết quả nó sẽ như thế nào. Đây, cái này là nó chưa có dàn ngang đúng không? Chưa có dàn ngang. Tại vì mình đang sử dụng là chưa có plot left. Như vậy thì bản thân cái thằng này nè, mình sẽ sử dụng cho nó là plot left. Lưu lại cái plot left. Rồi, ok. Which. Rồi, ok. Đó. Như vậy các bạn thấy rằng là cái hình dáng của trang web của mình là đã có rồi đó, được chưa? Hình dáng của trang web. Như vậy mình có là cái menu bên này, rồi sản phẩm nằm bên này. Đó, ví dụ như mình muốn cái trang web của mình nó chừa cái biên tí xíu, thì bản thân cái body này nè, mình sẽ cho cái style của nó, ví dụ như là width của thằng này mình lấy 90% của cái trang thôi, mình đừng có lấy hết. Đó, 90% của cái trang, mà 90% của cái trang mà mình không có canh lè thì nó sẽ lấy bên trái không à. Không. Cho nên là ở chỗ này chúng ta sẽ có cái pending. Pending của chúng ta ở đây là chúng ta để auto pending. Auto. Auto. Bending của body. Auto đúng rồi. Bending auto. Chúng ta có thể của thằng này và chúng ta sẽ cho nó pending cách bên này tí xíu, 10 pixel. Tại vì 30 mà nó đẩy ra 10 nữa là nó không đủ chỗ các bạn. 26% thôi. Đó. Yeah.
tại vì 30 mà nó đẩy ra thêm 10 nữa là nó hơn 100%. À, cho nên là nó không có. Ở chỗ này hồi nãy là mình chưa thì nó sẽ bị có khoảng 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 dính nhau. Còn bây giờ mình đẩy ra thì nó đỡ hơn. Ví dụ như chỗ này mình cũng chọn là pending 10 luôn. Ok, đó, tương đối được chưa? Đẹp ha. Như vậy các bạn có thể kết hợp cái bài 1 và bài 2 vào bên trong cùng một cái trang. Kết hợp bài 1, bài 2 vào bên trong cùng một cái trang của chúng ta và chúng ta xây dựng một cái menu ở phía trên nữa là ổn ha. Ví dụ sau này mình làm là mình chọn máy tính xách tay là nó sẽ load máy tính xách tay ở đây. Mình chọn điện thoại di động thì nó sẽ load điện thoại di động ở đây. À, máy quay phim, máy chụp hình thì nó sẽ load từng cái loại sản phẩm của mình ra đây. Được chưa nào? Thì đối với lại cái bài mà cuối khóa của mình á, thì thầy đang hướng cho các bạn là sẽ xây dựng một cái trang web. Trên đó nó có cái menu ở phía trên, menu phía trên. Ở phía dưới là bạn sẽ có một cái này gọi là categories và bên này là có list sản phẩm. List sản phẩm thì sẽ bạn chọn tùy theo cái ngành hàng và thầy khuyến khích các bạn xây dựng cái cấu trúc tương tự như thế này, là nó có tên nè, có hình ảnh nè, có giá nè, có ba cái icon. Còn ba icon này của các bạn muốn icon gì thì các bạn sẽ thay đổi theo, ví dụ như là like, share rồi mua, ví dụ như vậy ha. Các bạn có thể để đứng, các bạn có thể để ngang. Rồi trên này có new, cái nào mà có new thì gắn cái nhãn new, còn cái nào không new thì không gắn với nhãn new, ví dụ như vậy. Được chưa? Thì các bạn sẽ tạo ra được một cái trang web và khi mình click chuột vô cái sản phẩm này thì mình có thể vào một cái trang chi tiết sản phẩm, đúng không? Từ đây mình có thể vào cái trang chi tiết sản phẩm. Được chưa các bạn? Như vậy thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn sẽ kết hợp hai đoạn code. Đoạn code này là đoạn code mà hồi nãy giờ mình viết nè. Đó, đoạn code 10 sản phẩm hồi nãy giờ mình viết. Và cái đoạn code này là cái đoạn code của cái bài hồi sáng, là cái menu điện thoại của chúng ta. Và các bạn làm thêm giúp cho thầy body style, các bạn chọn là 90% so với màn hình, không? Đó, 90% so với màn hình. Margin của các bạn để là auto, để cho cái trang của các bạn nó tự động nó đẩy vô giữa, trang của các bạn tự động nó đẩy vô giữa nè, hai bên nó tự động nó cách ra. Rồi cái khối tiếp theo mà các bạn làm, cái khối này chúng ta để là 26%, tại đúng ra mình chia là 30 70, nhưng mà 30 nhưng mà mình đẩy cái thằng này ra nữa cho nên nó lớn lớn hơn 30, cho nên nó rớt rớt xuống dưới. Được chưa? Thì cái khối này thì sẽ đặt là 26%, plot left là cho nằm ngang, cho các đối tượng sắp nằm ngang. Và thầy cho pending là 10 để cho nó đẩy hai cái khối ra, nhìn cho nó thoáng. Chứ còn nếu mà mình không có cái pending 10 thì hai cái khối nó sát nhau, rất là sát nhau. Được chưa nào? Rồi phía dưới chúng ta sẽ có một cái khối này chứa sản phẩm nè. Khối này chứa sản phẩm. Mình cho nó là 70% so với cha. Cha của nó là 90% so với cha. Còn cái thằng này là 70% so với cha, 70% so với body. Còn 90% này là so với lại cái view. Đó, các bạn phải phải hình dung cái chỗ đó nha, 90 70 rồi đấy. À, như vậy mình sẽ coi mình đang đứng ở đâu. Ví dụ như mình đang đứng ở body thì cái 90% là so với kích thước màn hình. Đó. Còn kích thước màn hình bao nhiêu thì cái này nó lấy 90% hết. Ví dụ chỗ đó xong. Rồi chỗ này nó lấy 70%. Như vậy lúc này cái margin của cái body của mình lấy bao nhiêu? Ví dụ như là 1024. Và lấy 90% của 1024 là khoảng cỡ 900 mấy đó. Thì cái thằng 70% này là 70% của cái 900 mấy đó. Được chưa? Rồi cái thằng này column 25 tức là 25% của cái thằng này. Cho nên mình đặt ở đây thì nó là phần trăm của thằng này thôi. 25%
không liên quan gì đến thằng ngoài. Thằng cha của nó bao nhiêu thì nó cứ lấy 25% của thằng cha là được. Đó, như vậy sau khi mà chúng ta thiết lập hết cái style như vậy thì các bạn đã có một cái trang web cũng tương đối là dễ thương, đúng không nào? Trang web của chúng ta cũng khá là ổn. Bây giờ nếu cần thì các bạn sẽ làm thêm cái thằng hover đối với lại cái bài này đi, giống như hôm trước mình làm, đúng không? Thì cái hover chúng ta sẽ chỉnh ở bên thằng CSS. CSS của chúng ta nó là cái proc. Đó. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ xử lý cho cái thằng proc hover, proc của chúng ta chấm proc 2 chấm, chúng ta chọn hover. Như vậy hover của chúng ta không cần làm gì nhiều, chúng ta chỉ cần thay đổi cái box photo này thành một cái màu khác thôi là nó sẽ có một cái sự thay đổi nhẹ ở đây rồi. Ví dụ như mình chọn lại cái màu nãy đi, rồi mình bấm vô đây, mình muốn màu gì thì mình thay đổi màu ngay lập tức ở đây cũng được. Rồi lưu lại đó nha. Mình không cần làm gì hết, mình chỉ cần thay đổi như vậy thôi là mình đã thấy là có sự thay đổi rồi, được chưa? Đó, có sự thay đổi. Còn nếu muốn thầy ơi, bạn tạo cảm giác động đậy phải không? Tạo cảm giác động đậy hả? Sao cái của em nó không có tắt riêng một cái bên sản phẩm, một cái bên cái kia ta? Đúng rồi, nó không có tắt ra giống vậy thầy, nó bị dính nè. Dính hả? Đây, thứ nhất nè, thứ nhất là thầy cố tình thầy để cái style ở đây để cho các bạn thấy nè. Body, body là mình lấy 90% để cho nó có cái biên, có biên cho nó đẹp. Tách biên này, bên này 5%, bên này 5% là 10, là còn 90% là cái khúc từ đây đến đây. Được chưa? Cái thứ hai là chúng ta sẽ chia cái này là một column. Nguyên cái cục này nè, đây các bạn sẽ space, các bạn sẽ thấy nè. Này các bạn đưa con trỏ vô đây, select ha, select element. Đây các bạn thấy là nguyên cái khối lớn nè, là body nè. Và trong cái khối lớn thì thầy sẽ chia ra làm hai cái khối nhỏ nè, thấy chưa? Khối này của thầy. Như khối nhỏ, rồi bên này có cái khối vậy cho nó nguyên một cái khối lớn hả thầy? Cái khối lớn này là thằng poly nè, thì trong này thầy sẽ cái chia khối của cái nước hoa thôi nè. Đây cái này là mình có một cái khối lớn nè, khối lớn này của thầy là thầy đang để ở đây, các bạn đang thấy nè. Đây khối lớn này nè, khối lớn này là width 70% nè, plot left nè. Rồi còn cái khối lớn ở trên là khối 26%. Đó, khối này là khối 26% nè. Sao em làm giống thầy mà nó không ra ta? Em có plot left chưa? Dạ. 26% thôi nha. 26% thôi. Tại vì 30% là nó sẽ bị ấy đó. Nó sẽ bị nhảy đó. Đó, mình expect trong này là mình sẽ xem từng đối tượng được ha. Ví dụ như đối tượng này của mình thì bên trong nó có gì đó, xem rất là rõ luôn, được chưa? Đối tượng này của mình bên trong có gì. Ví dụ như ở đây bạn sẽ thay đổi thử nè, bạn thay đổi thử cái khối này của mình nè, mình đang thử mình thay đổi chỗ này 26% thành 30% nè. 26% thành 30% nè. Thấy nó nhảy liền thấy không? Đó, mình có thể thay đổi để trong này nó không ảnh hưởng gì đến trang web đâu nha, mình thay đổi thử thôi. Ví dụ như là 25% nè. Ok.
đó. Mình vô đây mình expect, mình thay đổi thử đi, mình coi thử các cái khối nó có bo khối giống như thầy không, hay là do khối mình định sai, mình định sai khối. Cái layout chỗ này nè, đó đây một khối, đây một khối nè, có sai không? Nếu mà sai thì mình vô mình định nghĩa cái khối lại. Khối này là Em để 26% mà nó không ra, nó vẫn bị bây giờ ở chỗ này khi mà em rà con chuột vô đây, nó có tách thành hai khối này không? làm sao bảo cái đó là nhắn em 12 luôn này. Đúng rồi. Hãy